Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đất Thắng các bà con. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một con NF19H. Cái chiếc này về hai cái nha. Hai cái. Cái này với cái này. Và những cái này thì em cũng xin chia sẻ với anh em mình luôn. Là sáng giờ là về không có thời gian làm nhưng mà họp tay quay vô á. Hôm nay có mấy khách ở xa An Giang xuống rồi dòng viền rồi có mấy anh ở dưới Bạc Liêu tọt tao quay vô nó chạy luôn anh em này. Cái hoàn toàn tụi em chưa can thiệp gì hết, từ sáng giờ thợ còn đang làm chưa có xong anh em thì nó ồn rồi mấy anh em giao máy vô mấy anh khách mà lại tới đây mua nè, nên là sáng giờ hoàn toàn là không có sửa không có rửa gì chứ. Cái này về là thọt tay quay vô nó chạy luôn rồi em lên sóng của anh em bà con cô bác luôn. Này là NF19H. Cái dòng máy này nó lớn anh em, nó là 16 PS nha anh em. Nó là 16 ngựa. Dòng tua 2002 đến 2004. Còn số CV là 00484 anh em. Anh em nhìn nè. 16.0 đến 19 PS là 16 đến 19 ngựa anh em. Cái này là thích hợp cho anh em bà con cô bác nào mà gắn trên mấy cái xe cải tiến mình. Hay thôi là kéo những cái phà, ủi xà lan. Đặc biệt là nếu mà kéo bơm nhân thể là mấy cái này là kéo vô biên đi. Vô biên luôn, dùng chữ vô biên nó rất là lực luôn. Anh em nào có cái đầu lớn hay cái đầu gắn những cái máy này chạy biết chừng nào là hư nó nha. NF, nhân NF19. Dòng này là siêu bền luôn. Nhưng mà nó chạy nước lên nè. Anh em nhớ lưu ý là nó chạy nước. Cái bộ e của nó anh em ta làm nó chắc chắn vậy nè, nó chắc đến mức độ mà mình nhìn thấy không biết chừng nào mà hư luôn. Còn bộ chụp cò nè anh em rất là mới luôn. Thiếu nhớ cái gì con? Dạ thiếu nhớ. Rồi con đổ vô chút cho bà con mình. Về máy này về nó thật sự với bà con cô bác là ui tràn ra ngoài quá. Con coi có quặn không, là không có can thiệp bất cứ cái gì luôn. Bỏ tôi quay vô rồi quay nghe bơm nó chạy luôn. Ồ, cái thùng dầu cũng còn tương đối quá nè, nhưng mà cũng muốn hết dầu rồi. Con muốn nghiêng sao con chấm hay gì? Dạ coi nó bắt chịu được gì nữa. Tiền nó sợ thiếu nhớt rồi chạy không có được lâu, test cho bà con mình được. Rồi được cái tình trạng nha con ơi, tình trạng nha chị nha. Bắt chịu sắp hết nổi rồi. Hết nổi là chuyện xuống nó đổ nhất. Trời ơi, đổ một tí xíu nó chắc bắt được bóng luôn quá. Ôi nó nặng anh em ơi. Cái máy này thì lúc trước chắc là máy đề nữa nè. Cái đề. Anh em nhìn thấy hai gánh chắc đề với bát đề rồi. Mà bị người ta lấy cái cốc đề mất tiêu rồi thôi. Như được rồi con trai. Còn hiện tại máy thì đang là body 1,5 tấc, 4 rảnh. Cái này chắc ngày xưa kéo cái gì mà nó mạnh nó lớn dữ lắm. Cánh B 1,5 tấc, 4 rảnh. Cốt mà chắc cốt 35 gì nữa mà. Máy này chạy nước. Quá trời cái máy hầm mổ rồi nè. Cái này mà anh em bà con cô bác nào mà sử dụng được nước hạn chế. Cái này nếu mình kéo máy phát điện nó là 10 kg á, mà nếu gần chỗ nào nước mình chế cái dụng nước đường nước cho nó nè, nó có đường nước vô đường nước ra. Anh em mà nên để với phà với đò ủi ha, nó có chẹt. Thay vì mua cái máy xe anh em mua máy này, ưu điểm của dòng máy này là dễ sử dụng, không kén thợ, độ bền cao. Còn anh em chạy cái máy xe mà nó hư rồi một cái là nó kén thợ một cái anh em. Ghé chỗ này chỗ kia rồi. Còn cái này có quanh gì theo máy em không biết. Nói chung là cái máy về sau thì em sẽ trả nguyên hiện trạng cho anh em nguyên đó. Em nói chung là hoàn toàn không có đụng chạm, không có lấy gì á. Ví dụ như này, cái máy này nó có cái ống này nè, cái ống xả nước của nó quá, thì em sẽ trả y bon hiện trạng cho anh em mà con có bác mình giống này. Còn cái này có bô lửa nó người ta làm gì hết, nó đớn rồi.
giờ đi không có làm mất thời gian của bà con cô bác mình ha, đem nhờ tiền test hàng cho bà con cô bác mình. Cái này tới hai cái luôn nha bà con, hai cái. Rồi mấy này đẹp hơn mấy đó. Mấy kia thì nó không bằng cái này, mấy kia nó mất tem. Em nhìn cái tướng tiền nó có 38 kg, mà quay mấy này em nghĩ chắc cả khoảng 160-170 kg. Tay quay cục nút luôn. Em thấy đặc biệt của dòng cái này nghe nói gì chưa? Là nó không có rung, nó không có lắc luôn á. Giờ phiền con trai quay lại con gái nó cho bà con cô bác mình coi cái nghe con trai. Gắng cố lên nha con. Biết con nhắc này con cũng đuối rồi nhưng mà để cho bà con cô bác đi không có lại gần chỗ mình được. Bà con chỉ coi qua cái hình ảnh với cái lời nói của mình thôi. Được, cực đi xíu nha. Rồi, ok. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Có mấy này em bán cho anh em là 12 triệu bao ship nè, 12 triệu bao ship. Nhưng mà theo góc độ của em nhìn xét á là nó còn hơi đổ hơi nhẹ anh em. Hơi đổ hơi nhẹ. Anh em nghe khi mà mình tắt nó nghe tiếng giống như nó xẹt 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 xẹt.
chạy thì máy rất là bốc luôn á, nhưng mà có lẽ là do để bãi lâu. Em nghe cái tiếng nó hơi đổ hơi, thì anh em bà con cô bác mình chịu khó chạy vô đây giùm em nha. Bên em sẽ phụ 500 ngàn cho anh em mình đổ dầu mà chạy vô đây, làm tính anh em là 11 triệu rưỡi em bao ship nha. Anh em lưu ý giùm em nha, dân MNF19 bán cho anh em là 11 triệu 500 ngàn bao ship. Vì cái máy này cái tiền ship nó trên 1 triệu thôi nè, nên cái phí nó hơi cao, mong anh em bà con cô bác mình thông cảm nha. Còn nếu bà con cô bác nào mà lại tại chỗ thì tự vận chuyển ha, thì này em bán cho anh em là 10 triệu rưỡi. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.